Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 12 tháng 12, lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm chính thức Việt Nam diễn ra tại Phủ Chủ tịch. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân thăm cấp nhà nước đến nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12. Chuyến thăm đánh dấu mức quan trọng diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện 2008-2023. Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ ba của ông Tập Cận Bình trên cương vị Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Trước đó là vào các năm 2015, 2017 và Việt Nam là quốc gia thứ hai ông Tập Cận Bình công du trong năm nay mà không kết hợp các hoạt động đa phương. Dự kiến trong chuyến thăm lần này, hai bên sẽ thảo luận về việc nâng cấp định vị mới cho quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Chuyến thăm đặt ra ba kỳ vọng, thứ nhất là kỳ vọng về một định vị mới tầm mức mới của quan hệ song phương trên cơ sở thành quả quan trọng của 15 năm thiết lập quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện. Lãnh đạo hai đảng, hai nước sẽ làm sâu sắc hơn nữa, khuôn khổ hợp tác cho tương lai lâu dài của quan hệ hai nước theo hướng bền vững, thực chất và hiệu quả hơn, góp phần vào xu thế hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới. Thứ hai là kỳ vọng về những kết quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực lãnh đạo hai đảng, hai nước sẽ xác định những phương hướng trọng tâm lớn cũng như các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác thực chất trên lĩnh vực, đáp ứng lợi ích của cả hai bên. Có thể có một số lượng lớn văn kiện trên nhiều lĩnh vực được ký kết, tạo cơ sở quan trọng để các cơ quan, địa phương, người dân và doanh nghiệp triển khai hợp tác hiệu quả hơn trong thời gian tới. Thứ ba là kỳ vọng về hiệu ứng lan tỏa của chuyến thăm đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân Chuyến thăm lần này cùng với chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực xung lực mạnh mẽ cho các ngành các cấp các địa phương và đoàn thể nhân dân tiếp tục duy trì và phát triển các mối quan hệ sẵn có, qua đó xây dựng nền tảng xã hội vững chắc, tốt đẹp cho sự phát triển của quan hệ song phương. Thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tổng thể duy trì đã phát triển ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vào ngày 30 tháng 10, Đến ngày 1 tháng 11 năm 2022, từ đầu năm 2023 đến nay, lãnh đạo cấp cao hai bên duy trì các hình thức trao đổi tiếp xúc linh hoạt. Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao được tích cực triển khai, giao lưu hợp tác giữa hai đảng được duy trì thường xuyên. Các cấp các ngành địa phương hai bên tích cực khôi phục trao đổi đoàn sau khi Trung Quốc điều chỉnh chính sách phòng dịch. Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc tính theo quốc gia đơn lẻ sau Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Về đầu tư trong 10 tháng đầu năm 2023, đầu tư của Trung Quốc đạt hơn 2,5 tỷ đô la Mỹ với 555 dự án là nhà đầu tư FDI lớn thứ tư tại Việt Nam. Lũy kế đến ngày 20 tháng 10 năm 2023, Trung Quốc duy trì vị trí thứ 6 trên 143 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư FDI vào Việt Nam với 4.105 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt hơn 26,5 tỷ đô la Mỹ. Về du lịch, Trung Quốc nhiều năm dẫn đầu về lượng du khách đến Việt Nam. Năm 2019 đạt hơn 5,8 triệu lượt người, chiếm 1/3 tổng khách quốc tế đến Việt Nam.